Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 4, trang 133, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài là gì? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 2 La Mã, quan hệ khác loài, trang 132, trong bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật, trong sách giáo khoa sinh học 9. Cô sẽ cùng các em đi vào lời giải chi tiết cho câu hỏi này. Bằng những kiến thức đã học, các em có thể trả lời rằng quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ giữa các loài sinh vật mà trong đó các loài sinh vật tham gia đều có lợi hoặc ít nhất không có hại. Cô lấy ví dụ như mối quan hệ cộng sinh giữa hải quỳ và tôm. Hải quỳ nhờ có tôm mà có thể di chuyển được, còn tôm nhờ có hải quỳ mà có thể chống chọi được với kẻ thù. Còn mối quan hệ đối địch là mối quan hệ giữa các loài sinh vật mà trong đó một bên sinh vật được lợi, còn bên kia bị hại hoặc cả hai bên cùng bị hại. Cô lấy ví dụ như mối quan hệ ký sinh, giun kim ký sinh trong ruột già của người. Người là vật bị hại, còn giun kim là vật được lợi. Hay một mối quan hệ khác là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác giữa cá sấu và ngựa vằn. Cá sấu sẽ là con được lợi, còn ngựa vằn sẽ là bị hại. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 4, trang 133, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.